Ayo. Và chưa từng có đường nào duy nhất, dẫn ta bước từng bước đến thành công. Luôn tất cả nhận tất cả chỉ để giảm thiểu giấc mơ này xuống bằng không. Giấc mơ chết đi khi thành sự thật, trong ta quá chật với ước muốn trong chất. Là cái tham lam ôm hết và không cất, nên ta quyết biến nên chúng thành sự thật. So why, so where, where now, throw those, don't think out loud. That's what I told you now, who can say that? I'm an unbeliever now. Bước lên thang cao bằng cách riêng, viết kế hoạch vào từng góc riêng. Chịu làm kẻ đi nếu khi nắm được quyền, và nâng họ lên để ta lấy được tiền. So right, step by step, không quay lại với chuyện đã sai. Chuyện đường sai cũng không thể sống mãi, vì bên ngoài kia ai cũng tắt bất chạy. Nhiều kẻ ghét cũng chỉ là đồn thổi, mọi việc kết thúc luôn bằng sự trao đổi. Bắt cảnh báo ta sẵn sàng đánh đổi, cúi đầu nhiều hơn chờ đợi thời gian trôi. Cho đến lúc có kẻ chết vì vội, chính là lúc ta được bước lên ngôi. Không quan tâm bởi việc ai nấy làm, nếu muốn có được thứ ta khát khao chạm. Nếu muốn nơi đây được trải đầy hoa hồng, ta nhảy lên trên đại lộ danh vọng. Ta buộc mình đánh đổi bằng nhịp thở, đến thứ thành công mà mình từng hằng mong. Giấc mơ này, nỗi giấc mơ kia, qua bao ngày được cơ hội khi mở nơi đây. Ta đứng chỉ với đủ thở, nhưng ta làm ngơ với đôi tay bấm đầy vết nhơ. Và đừng gửi vận may đến kéo ta ra, khi may mắn chỉ là thứ mượn xài chứ qua. Ta tin vào mình sẽ đem về gia đình điều tốt đẹp nhất để xóa bỏ lặng tin. Nên vẫn lắng tai mỗi khi có ai nói, cúi đầu cảm ơn lúc tên mình được gọi. Cả chuyện ai cho người khác thoải mái, nhưng buồn cười hơn là khi ta nhìn lại. Ta lao đến ngàn bữa tiệc cũng giải quyết xong việc tất cả chuyện cần thiết mà không hề hay biết. Trong ta giống như là bánh chai vỡ, nằm lại trên sàn mỗi lúc khi tan tiệc. Giờ vẫn hát những chuyện ta làm mang ác cảm khi ta trở thành người khác. Rất muốn chạy thoát nhưng không có đường khác. Sao yên thân, những kỳ hạn này đã đến càng gần. Giấc mơ chúng ta vẫn gần trên đỉnh tháp, réo gọi tên ta mà lê từng bước chân. Và khi niềm tin cuối cùng cũng sụp đổ, nơi của ta trong gia đình này đã bị thế chỗ. Niềm tin họ trao cho ta là bằng không. Từ khi ta lao đi tìm sự thành công, họ chẳng kịp biết rằng ta luôn giành giật điều tốt đẹp hơn mà gia đình từng mong. Chạy theo như ta những cánh hoa hồng. Chật đấy nha, chật đấy. Đúng là như thế này mà chỉ đóng phim không thì tiếc thiệt. Tiếc, quá tiếc, quá tiếc. Tại sao không? Và các vị giám khảo đã đứng lên, các vị huấn luyện viên cũng vậy. Thật sự thì anh rất là bất ngờ trước cái khả năng của em. Với rất là nhiều con người bên trong một bài hát của em trên sân khấu. Và em lại còn hát rất là hay nữa, rất là đúng nốt. Vâng. Bây giờ để tôi nói cho anh nghe này, mấy anh sợ này. Cái bài beat bạn tự làm luôn. Wow. Thật hả? Thế thì mời em về với đội của bọn anh. Lên đây ngồi. Lên đây ngồi. Em phải về với cái team producer trên kia. Dạ, em xin đính chính lại là cái beat này không phải là một mình em làm, mà là có thêm một người bạn của em. Hai anh em làm với nhau. Dạ, chứ không phải riêng một mình em làm. Vậy. Thôi nói chung là cũng có tự làm, chỉ có là mình làm chung với một người bạn của mình thôi. Suboy, em là những cái người mà đã đạp khói đầu tiên, em cho biết ý kiến đi nào. Bạn thật sự rất là đa năng. Bạn có thể đi được khắp mọi nơi, tất cả các khía cạnh của nghệ thuật, vừa đóng phim vừa rap. Nhưng mà trong cái rap đó nó có rất là nhiều chi tiết, và còn có thể produce nữa, thì thật sự là chị rất là ngưỡng mộ cái tài năng của em luôn. Em cảm ơn chị. Có một nhân vật cũng khá là cộm cán đang đi vòng vòng nãy giờ. Tôi không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Mời Hoa Huy. Vừa rồi là đối với Hoa Huy nó còn canh bạc. Giai điệu của bạn bay bổng.
Huy thấy được là có sự quyết tâm ở trong cái từ ngữ đó khiến cho Hoa Huy bấm cái nút này. Thì Hoa Huy hy vọng là bạn có thể về với đội của Hoa Huy để cùng team Hoa Huy bay thật xa hơn nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Karik. Dạ dạ. Chưa hoàn hồn mà. Lo nãy giờ đang bay bóng đâu trên trời à? Để suy nghĩ về câu nói của Huy. Em nghĩ cái gì về câu nói người ta mà thất thần dữ vậy? Em đã khá bất ngờ sự lựa chọn này của Huy. Tại vì theo em được thấy thì cái kiểu này không phải là kiểu Huy thích. Chưa bao giờ tôi tin là ổng đạp luôn. Đúng. Ổng mê mấy không... cái gì mà chiến binh đồ. Ta sẽ vượt qua. Ủa? Ta sẽ vượt qua. Ủa? 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 Đúng rồi. Em đang còn khá là bỡ ngỡ ấy. Đấy. Mọi người không thấy cái đó hả? Thầy thấy gì ạ? Mọi người không thấy cái ngọn lửa đó mà chỉ có mình Hoa Huy thấy à hả? Không phải ngọn lửa gì, người ta là đèn pin chứ lửa đâu mà lửa. Vẫn phát sáng nhưng mà ánh sáng của đèn pin. Vậy thì chỉ có một mình Hoa Huy nhìn ra cái tài năng đó thôi sao? Xin mời hai vị giám khảo. Anh nghĩ là em có một cái điều rất là riêng của em. Ngay khi em thể hiện trên sân khấu, em thể hiện rất là nhiều cá tính khác nhau, rất nhiều giọng khác nhau, cách sử dụng khác nhau. Thì anh nghĩ là từ cái việc mà em diễn xuất cũng như là việc em làm nhạc là em đã quen với cái việc điều phối sao cho tâm hồn mình được thể hiện những cảm xúc theo kiểu khác nhau rồi. Và em có thể đóng rất là nhiều vai khác nhau, không chỉ là trong phim mà còn trong âm nhạc nữa. Và đấy sẽ là một cái lợi thế rất là lớn của em. Anh Huy cũng đóng phim, nhưng mà anh không biết rõ là Huy có cái khả năng đấy của em không. Nhưng mà anh nghĩ là Huy sẽ có được cái sự đồng điệu đấy đối với em. Còn Suboy sẽ là một cái màu sắc rất là lạ. Nếu mà em muốn chinh phục âm nhạc, Suboy sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn với em. Đấy là suy nghĩ của cá nhân anh. Dạ em cảm ơn anh. Dù suy nghĩ đó là gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn cho bạn. Mời các vị giám khảo. Và bọn anh quyết định em sẽ về với đội Suboy. Chúc mừng cho đội Suboy có thêm một chiến binh mới. Chúc mừng em. Hy vọng là những cái vòng sau khi mình vào team chị Suboy, những phần thi tiếp theo sẽ tốt hơn và tốt hơn nữa. Peace out. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.